Trung Cộng hy vọng giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Đại Hàn, tin từ Bắc Kinh. Trung Cộng hy vọng là chuyến viếng thăm của đặc sứ Bắc Hàn có thể giúp giảm bớt căng thẳng và thúc đẩy nỗ lực của phi nguyên tử hóa trên bán đảo Đại Hàn. Trong tuần này, thì ông Cho Rong-hee đã gặp gỡ các quan chức Trung Cộng và cho biết là Bắc Hàn sẵn sàng quay lại bàn đàm phán. Chuyến đi của ông Cho được coi là một nỗ lực của Bắc Hàn nhằm hàn gắn mối quan hệ rạn nứt với đồng minh kinh tế và ngoại giao quan trọng. Mối quan hệ giữa hai bên đã bị rạn nứt sau vụ thử nguyên tử lần thứ ba của Bình Nhưỡng vào tháng 2 vừa qua, bất chấp sự phản đối của Trung Cộng. Còn Bắc Kinh thì đồng ý với các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn. Đài truyền hình nhà nước KRT của Bắc Hàn hôm nay công bố một bức hình ông Cho gặp ông Lưu Vân Sơn, nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ 5 của Đảng Cộng sản Trung Cộng. KRT đưa tin, ông Lưu đã nói với ông Cho rằng Trung Cộng sẽ củng cố và phát triển sự hợp tác hữu nghị với Bắc Hàn nhằm để thúc đẩy mối quan hệ ổn định và lành mạnh. Phái đoàn do ông Cho, Phó Chủ tịch Cơ quan Quân sự hàng đầu của Bắc Hàn dẫn đầu, đã tới Bắc Kinh từ hôm thứ Tư. Ông là quan chức cấp cao nhất của Bắc Hàn đến thăm Trung Cộng kể từ sau chuyến viếng thăm của ông Jang Kim Song-tik, là ông dượng của ông Kim Jong-un vào tháng 8 năm 2012.